À, đang chụp hình, đang chụp hình. La la đứng ngoài. Rồi đi 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 đi. Con định nói vậy chứ. Đi qua đi, con đi qua đi. Mẹ ta chụp hình mà con nói vậy kỳ không? Mẹ quay clip con mà. Wow, đẹp quá, la đang nhìn nghe hoa. Hoa cảnh kìa. Có học không? Trời. Mà biết đây gì mà xuống. Nó hay ghê quá à. Ôi, té bây giờ. Con có quấn à. Ừ, biết thôi, nhưng mà định lại gần quá. Mẹ con ta hả? Hả? Vô nhà hả? Miếu mẹ. Thì miếu, qua quẹ bên trái, lại lên đâu, thử coi. Hồi trước đi rồi mà không nhớ. Lên cái đầm. Cái đầm. Nó đi lên rồi phải đi xuống chứ sao mà vòng được. Không qua cầu Nhà Giang cái kìa. Vòng là bãi xe. Phải không? Đi đi. Đi đi, mẹ đang hơi ghét đó. Đó, coi thử nữa nè. Cao quá, đi tiếp. Bên đây, đừng có quẹo vô cái miếng. Nó bên nó cổ miếng. Cái gì đó, vậy bên như chùa vậy đó. Nước đó nó chảy ra từ ở đâu bà ta? Từ cái ống dài. Nhưng mà cái mồi đâu? Đố con cái mồi nằm đâu? Đây đi. Nằm ngay cái ống nước luôn đúng không? Nước nó chảy xuống đúng không? Ba biết thì sao không? Cái cầu đó, cầu Thăng Long hồi xưa đi đó, cầu sắt đường đó, đi rồi, đi cái cầu đó. Đi đi, con đi đi, mẹ quay clip nãy giờ nè, nãy giờ không có ảnh luôn hôm nay. Ui, dân tành. Đi đi, con đi hẳn đi. Thôi, định leo nó cái miếu, không có lên. Cái chùa đó. Cái gì đâu sợ. Đi nhìn đường nha. Ở đỉnh đè đó anh, đất đang đồ nặng rồi anh cô chè lên nó chịu sao nổi. Thôi khỏi đi, được rồi. Nó đè cái ba lô. La con gì kia. Mềm mịp kìa. Hả, đó, thấy không? Rồi đi. Mày quay lại mà xa quá, không biết sao. Cái này đứa có đường bao quanh đâu. Hết rồi. Hết rồi, đi vô rồi đi ra thôi chứ. Hay là có bậc đi xuống. Đi xuống dưới đó xong đi lên núi luôn. Nè, có đường đi xuống nè. Có đường đi xuống đây, đây nè. Đi cho chừng chết. Từ từ. Nha. Từ từ thôi.
cái hồ. Đó là bản hủy và. Ừ, bản hủy nguy hiểm á. Tại sao bản hủy nguy hiểm vậy? Ừ. Tại cái hồ này sâu. Nên mình phải đi cẩn thận. Rồi lên đây là con đi được rồi nè. Chỗ này hết nguy hiểm rồi. Mà có sợ không? Từ từ thôi. Gió thổi bay con gớt luôn đó. Căng không? Căng không? Nắm tay mẹ đi cho nó đỡ căng. Thôi đi lẹ ra. Ừ thì lẹ lẹ ra đi. Ôi, nhìn thấy mà ghê quá. Căng quá à. Hết đường chưa? Hết đường chưa? Cái này hết đường chưa? Sao mày sợ quá vậy trời? Giống chưa? Hết rồi. Đi ra hả? Nó có dòng đường qua kia không? Đi ra mấy nè. Đi luôn hả? Lỡ nó có đồ nhanh hơn cái đồ kia mình đã đi rất xa rồi. Ui, cái chừng á. Bước chuyên qua, bước qua. Cái này hết đường rồi á chứ. Lên thử coi. Ý, thắng á, nhìn cho kỹ. Ở vụ đó rồi. Lẹ lên, coi hết đường chưa, hết đường đi ra. Hết rồi, nó đâu có đường ra đâu anh, nó vô trong đó. Hết rồi, phải không? Qua cầu đó hả? Sao mày sợ cái cầu quá vậy? Tới lẹ lên. Chừng đó. Cầu gì ghê quá vậy trời. Dính cầu. Xuống cầu bây giờ. Cái chân cái lỗ. Ướt quá, bước quá. Bước ra, ghê quá. Ai đi. Hết đường, hết đá rồi. À, cái đường kia qua kia được không? Nhưng mà vòng luôn đi, lỡ rồi, đi một lần luôn. Đẹp quá ha. Thôi đi. Bên đây nè. Mày quay clip mà, có chụp hình gì đâu. Con đi trước đi. Vậy giờ nó 6 giờ. Miết đi. Phật mẹ Quan Âm á con. Nam mô A Di Đà Phật đi.